Sự kiện tranh cúp võ thuật tổng hợp Việt Nam MMA lần thứ nhất năm 2021, đêm 19 tháng 12 có hai cặp đấu nữ. Trong đó có cặp đấu ở hạng 52kg giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hòa và Hoàng Thị Thùy Giang. Đá nữ rất cá tính này là Nguyễn Vũ Quỳnh Hòa đến từ Thái Nguyên. Quỳnh Hòa sinh năm 2003, từng là thành viên tán thủ Thái Nguyên, hiện đang thi đấu ở các môn như Muay và Kickboxing. Hoàng Thị Thùy Giang cũng sinh năm 2003, là võ sĩ của nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai. Sở trường của Thùy Giang là boxing. Đá nữ nào sẽ đoạt cúp trong sự kiện chính thức đầu tiên của MMA Việt Nam? Võ Việt xin gửi đến các bạn trận đấu này. Chuyển động
cùng Võ Việt.